Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn hai cách đơn giản để tự tra cứu thông tin diện chẳng. Cái cách này mình hướng dẫn cho cả hai, vừa là điện thoại vừa là máy tính. Cách 1 thì các bạn sẽ vào Google gõ từ khóa cần tìm cộng với cả diện chẳng. Ví dụ đau lưng thì các bạn gõ thêm từ diện chẳng vào, hoặc là giảm béo thì các bạn cũng gõ thêm từ diện chẳng vào. Mình sẽ thực hành ngay để các bạn theo dõi. Đầu tiên các bạn mở trang web lên, sau đó các bạn gõ Google. Các bạn gõ từ khóa, ví dụ đau đầu diện chẳng. Các bạn chú ý rằng ấy, mình gõ không dấu hay có dấu, viết liền hay viết hoa nó đều giống nhau, cho nên chúng ta không quan trọng. Gõ xong rồi các bạn Enter, bấm tìm kiếm thì ở đây nó hiện lên các kết quả cho chúng ta. Ví dụ ở trên này là các kết quả về trên YouTube video, dưới này là kết quả về bài viết. Các bạn bấm vào, sau đó là chúng ta sẽ nhìn thấy các bài viết của thầy Bùi Quốc Châu, ví dụ tổng quan Đông y Tây y và cách khắc phục bệnh diện chẳng. Rồi, cách thứ hai nữa, các bạn không cần phải gõ vào Google như thế này, mà các bạn gõ ngay trên thanh trình duyệt như thế này, ở ngay bên trên này. Các bạn gõ là giảm béo diện chẳng chẳng hạn. Đấy, các bạn ấn Enter thì cũng hiện ra các video trên YouTube và hiện ra những cái bài viết ở trên trang web như thế này. Các bạn ấn vào thì ở đây có những cái hướng dẫn rất là chi tiết và có những cái video ở đây để các bạn có thể là xem được. Đúng không nào? Đấy. Đấy. Rồi, hoặc là các bạn gõ ngay trên trình duyệt này một cái tên dụng cụ mà các bạn cần phải nghiên cứu xem cách sử dụng nó thế nào. Ví dụ xương cá lớn diện chẳng. Các bạn chú ý là cần phải có thêm cái chữ diện chẳng này vào để cái kết quả của chúng ta tìm kiếm được chính xác nhất. Rồi, các bạn thấy ngay kết quả đầu tiên có chữ xương cá lớn, các bạn bấm vào. Thì đây các bạn sẽ thấy là hình ảnh này rất là đẹp đúng không nào? Đấy, rất là sắc nét và đẹp, những cái dụng cụ diện chẳng rất là tinh tế. Đó. Rồi, chúng ta xem ở đây có cái mô tả và đây cũng có những cái video hướng dẫn như thế này. Đó. Hoặc là nữa là gì, các bạn có thể tìm tên các bộ huyệt mà các bạn chưa biết, hoặc là đi đâu đấy các bạn cái bộ huyệt các bạn không thể nhớ được thì chúng ta sẽ tìm trên này. Ví dụ bộ thăng, các bạn chú ý là thêm chữ diện chẳng vào. Đó, thì ở đây hiện ngay ra một cái trang bộ thăng diện chẳng. Các bạn xem ở đây có hướng dẫn chi tiết. Đó, sau đó có thứ tự của các huyệt ở đây chúng ta xem. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn về cái cách tra cứu bằng vào Google gõ từ khóa cần tìm cộng với từ diện chẳng, vân vân. Như vậy mình sẽ tìm được rất là chính xác những cái mà mình cần tìm. Cách thứ hai là các bạn sẽ vào từng trang của diện chẳng để tra cứu. Ở đây mình giới thiệu với các bạn 4 trang để các bạn vào. Đầu tiên các bạn sẽ bật internet lên, các bạn gõ trên thanh trình duyệt trang web diện chẳng.com. Đó, trang web này là trang web của thầy Châu, Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế 16 Kỳ Con, phường 7, quận Phú Nhuận. Trang web này của thầy thông tin về các khóa học do thầy giảng dạy và các con của thầy. Sau đó ở đây có thông tin về những cái bài viết mới nhất của thầy, rồi các chia sẻ của học viên. Đó. Rồi ở bên trái này các bạn thấy này, đây là các địa chỉ của diện chẩn ở khắp toàn quốc. Đúng nào? Đấy, như đây là địa chỉ của mình, Trung tâm Diện chẩn Việt ở Hà Nội, Vũ Văn Hội đây. Dưới này là có địa chỉ của các tỉnh thành, rồi địa chỉ ở khu vực quốc tế Pháp, Đức, Nhật, Mỹ. Đó, thì các bạn có thể vào đây để xem. Cái trang web thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn là trang web diện chẩn Việt.com. Đây là trang web do mình viết và hoàn thành năm 2013. Đến giờ đã được 7 năm rồi. Trang web này thì tập hợp tất cả những bài viết chuyên nghiên cứu về diện chẩn. Đây là một kho tư liệu rất là đồ sộ phục vụ cho chúng ta tra cứu. Và khi các bạn gõ trên Google thì chủ yếu nó ra các bài viết trong trang này. Ở đây mình có tập hợp là viết rất là nhiều các bài, rồi tập hợp các bài viết của các thầy. Các bạn muốn xem các bài viết của từng thầy, các bạn cứ vào đây. Ví dụ các bài viết của thầy Bùi Quốc Châu, của thầy Tạ Minh, Lý Phước Lộc, Nguyễn Đăng Kỳ, Hoàng Chu, rồi của thầy Trần Dũng Thắng. Rồi các bạn xem sang bên cạnh thì cũng có các bài viết của mình. Rồi có cái tài liệu diện chẳng ở đây, các bạn bấm vào. Bạn sẽ thấy là ở đây tập hợp các cuốn sách của diện chẳng. Nếu các bạn chưa kịp mua, các bạn có thể tải những cuốn sách này về máy tính để bàn, iPad để các bạn xem, hoặc các bạn có thể in sách ra để các bạn đọc. Đó, rất là nhiều cuốn sách ở đây. Rồi các bạn cũng có thể bấm vào địa chỉ diện chẳng ở đây. Ở đây là mình tập hợp tất cả những cái địa chỉ diện chẳng mình biết, ngoài những địa chỉ diện chẳng mà thầy Châu cung cấp
Thì đây là địa chỉ của những cái người trong giới đồng môn Thiện Chẳng mình cũng tập hợp trên đây, và mình phân chia theo thành các quận, rồi phân chia theo các tỉnh. Các bạn cần tìm người diện trần để các bạn có thể học hỏi, nhờ để tư vấn, hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe thì các bạn có thể vào đây, mình chia cho các tỉnh. Còn nếu các bạn biết những người nào ở trong tỉnh bạn, các bạn có thể giới thiệu cho mình để mình cập nhật vào đây nhé. Rồi, ở bên cạnh này có cái mục này các bạn này, có cái video. Đây là mình tập hợp tất cả những cái video của diện trần uy tín của thầy Bùi Quốc Châu trên các kênh truyền hình. Rất nhiều kênh truyền hình đã nói về diện trần. Rồi những cái bài giảng diện trần của thầy Bùi Quốc Châu, rồi bài giảng diện trần của thầy Lý Phước Lộc, thầy Trần Dũng Thắng, các bạn có thể vào đây để xem, được sắp xếp rất là trình tự, rất dễ cho những người mới đó. Rồi cái trang web thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn là trang web diệntrầnviet.vn. Đây cũng là trang web do mình viết ra. Mình viết ra trang web này thì hoàn thành năm 2018. Trang web này được viết sau cho nên là cái cấu trúc và bố cục của nó rất là đẹp. Mục tiêu của trang web này là hướng dẫn cho những người mới có thể tự học được và cung cấp những cái công cụ để các bạn có thể tự nghiên cứu được. Trình bày rất là đẹp. Các bạn chú ý là ở bên tay phải này, danh mục này. Đó. Thì mình chia ra thành các bộ phận: đầu, mặt, mắt, mũi, họng. Đó. Tại vì mình quan điểm như thế này, nếu mà nói về tên bệnh thì nhiều người không nắm được, tại vì một bộ phận có rất nhiều bệnh. Thế nên mình chia luôn vào các bộ phận đấy. Ví dụ mình chia vào vùng ngực, bụng, vú thì có những cái bệnh gì thì mình tập hợp và viết các bài viết vào đây. Rồi ví dụ vùng đầu đấy, ví dụ có người nói là Bắc Kinh Sơn là bệnh ở đâu thì cũng chịu đúng không nào, thì mình cũng tập hợp vào đây. Ví dụ rối loạn tiền đình ở đâu, nó thuộc vùng đầu mặt thì mình chia hết vào đây. Như vậy khi mà các bạn muốn tự học ấy, các bạn muốn thực hành để chăm sóc cái bệnh cho mình, thì các bạn xem luôn trong cái vùng danh mục này đến cái bộ phận mà mình đang có vấn đề mình quan tâm, mình mở ở đây để mình xem đúng không nào. Đấy, thì mình đang hoàn thiện và viết đầy đủ ở đây thì nó cũng tương đối là nhiều bài viết rồi. Rồi cái mục thứ hai cũng hay của cái trang này là các bạn bấm vào phần tra huyệt này. Đó, tra huyệt này nó gồm 4 mục như thế này. Mục đầu tiên là mục tra huyệt, thì có rất là nhiều người không biết là tra một huyệt như thế nào. Có những người thức cả đêm trời để tra một huyệt mà không tìm thấy vị trí ở đâu. Thế thì mình viết cái mục này để dành cho những người đó, kể cả những người đã học, chưa học và đã đang học rồi nhưng mà chưa thành thạo về huyệt. Ví dụ các bạn muốn tra một dãy huyệt số 0, số 12, số 13, số 15, số 38, số 8, vân vân, thì các bạn sẽ gõ, các bạn sẽ gõ số thứ tự các huyệt vào đây. Đấy. Và các bạn không cần phải gõ dấu cách đâu, các bạn viết liền và cách nhau bởi dấu phẩy, sau đó các bạn ấn vào cái nút tìm kiếm này. Đây chính là cái kính hiển vi đấy, các bạn bấm vào đây. Đó. Thì nó sẽ hiện ra đây cho các bạn. Đấy, hiện ra đây này. Chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ được và chúng ta nhìn rất là rõ. Nhất là các bác lớn tuổi mà các bác có iPad ấy, thì các bác xem trên iPad thì nó càng rõ hơn. Mình để cả chiều dọc và chiều ngang, chính diện và trắc diện cho các bác xem. Đó. Và dưới này mình có để là gì ạ? Mình có chú giải là vị trí, tác dụng, chủ trị và cách hướng dẫn thao tác của các huyệt. Thì cái này thì các bạn phải đăng ký thành viên thì các bạn mới xem được. Và cái này thì các bạn đăng ký nhé. Rồi cái mục thứ hai là bộ huyệt. Ví dụ các bạn đi đâu mà các bạn quên không mang theo sách vở mà các bạn muốn bấm cho một người nào đó. Ví dụ một người mình muốn bấm cho họ bộ giải độc chẳng hạn, thì các bạn gõ vào đây chữ độc chẳng hạn. Đấy. Không cần viết có dấu, cũng không cần viết hoa. Thì ở đây nó liệt kê tất cả những cái bộ huyệt có từ độc ở đây. Và mình bấm vào bộ giải độc, sau đó các bạn bấm vào cái tìm kiếm ở đây. Thì ở dưới này nó sẽ hiện cho chúng ta một dãy các huyệt của bộ giải độc, và cứ thế chúng ta bấm thôi, rất là nhanh và thuận tiện. Ở đây mình tập hợp là đến giờ là phải rất là nhiều bộ huyệt, 50 mấy cái bộ huyệt rồi vào đây. Đó. Rồi bộ vị là gì? Vị trí của cái bộ phận nó đang bị đau. Ví dụ bây giờ mình bị đau đầu gối chẳng hạn. Đó, thì các bạn gõ chữ gối vào đây. Rồi các bạn bấm vào nút tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra các bộ huyệt, các huyệt của cái đầu gối để các bạn có thể thao tác được rất là nhanh gọn đúng không nào. Đấy. Và dưới này cái mục thứ tư này là mình để các đồ hình, ví dụ đồ hình nội tạng, các bạn bấm vào các bạn có thể xem ngay được cái nội tạng như thế nào. Đấy, thì đấy chính là cái trang web diệntrầnviet.vn, cái trang web thứ tư mà mình muốn giới thiệu áp dụng cụ diệntrần.vn. Cái trang web này á, thì các bạn thấy rằng trình bày chủ yếu là về các dụng cụ diện trần. Như các bạn đã biết thì hiện tại các dụng cụ diện trần đã có lên đến số lượng là gần 200 món rồi. Thì các dụng cụ diện trần này hỗ trợ trợ cho người thầy thuốc ấy, là giảm thiểu sức lao động và giảm bớt gánh nặng cho người thầy thuốc,
làm cho người thầy thuốc bớt bị mất sức và không bị lây bệnh từ người bệnh nhân, và nó tăng cao cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, cho người thầy thuốc. Đấy chính là cái lợi ích của dụng cụ diện trần. Ngoài ra các dụng cụ này nó rất đơn giản và dễ sử dụng. Thì để tìm kiếm các dụng cụ, các bạn cứ bấm vào trên cái mục tìm kiếm này, các bạn gõ vào đây. Ví dụ các bạn nếu một cái dụng cụ nào đó có từ dây chẳng hạn thì các bạn gõ một chữ vào dây vào đây thôi, cũng không cần có dấu, cũng không cần biết hoa, chỉ cần các bạn nhớ một từ gợi ý thôi. Và đây có tất cả các dụng cụ có từ dây thì nó sẽ hiện ra đây. Ví dụ các bạn đã tìm thấy một cái cây giò dây huyệt ở đây rồi, các bạn bấm vào. Ở đây là có ghi chú rất là đầy đủ về cái kích thước, chất liệu và cái công dụng của dụng cụ này. Dưới này thì có video cho mình hướng dẫn. Ở đây là có cái hình ảnh của nó rất là đẹp, đúng không nào? Chụp các góc cạnh thì các bạn có thể là hình dung rõ nhất về cái dụng cụ này, rất là nét. Đấy. Sau đó các bạn muốn mua thì các bạn bấm vào đặt mua này. Đấy, sau đó các bạn có thể điền các thông tin của mình vào đây. Nếu các bạn mà muốn mua thêm dụng cụ khác ấy, thì các bạn lại quay trở lại trang chủ, sau đó các bạn sẽ bấm vào đây. Ví dụ các bạn muốn mua thêm cái thằng này mà không cần xem chi tiết, bấm vào đây. Đấy, ngay cái nút bên ngoài này, rồi bấm vào xem giỏ hàng chẳng hạn. Đấy, thì trong này có hai dụng cụ rồi. Các bạn lại muốn mua thêm một cái dụng cụ nữa, rồi bấm chi tiết vào thằng này, sau đó bấm vào đặt mua này. Đấy, thì ở đây nó đã có 3 dụng cụ cho các bạn rồi. Dưới này các bạn chỉ cần điền họ tên thông tin của mình thôi. Thì cái trang web này là trang của Diện Trần Việt Shop, của Trung tâm Diện Trần Việt. Thì đây là trang chuyên cung cấp các dụng cụ chính hãng của thời Bù Quốc Châu. Thì sau khi các bạn đặt mua xong rồi, shop sẽ gửi đến các bạn trong vòng khoảng vài ngày thôi. Các bạn sẽ nhận được hàng và các bạn thanh toán tiền ngay cho nhân viên bưu chính, rất là nhanh tiện. Đó. Bên cạnh này các bạn có thể bấm vào mục Diện Trần này, cũng là tập hợp các bài viết rất là mới về hướng dẫn sử dụng dụng cụ, rồi các mẹo đại giản thuật của Diện Trần trình bày rất là đẹp. Và các bài viết cập nhật tức thời các bạn có thể tham khảo đây. Cũng có các bài viết của thầy Bùi Quốc Châu. Ví dụ bài mới nhất của thầy là phác đồ Diện Trần để tăng sức đề kháng phòng chống virus, hoặc là toa âm dương thang của thầy. Đó. Trang web này tương đối là đẹp các bạn ạ. Đó. Và bên cạnh đây là các video chẳng hạn để tập hợp ở đây rồi. Bạn có thể tha hồ xem. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về hai cách đơn giản để các bạn có thể tự tra cứu được thông tin Diện Trần trên mạng. Một là các bạn vào Google, hai là các bạn vào các trang web mà mình giới thiệu, đều là các trang web rất là uy tín. Hy vọng rằng với những cái hướng dẫn của mình sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm thông tin được dễ dàng hơn và tìm đúng được những cái mà các bạn cần, để các bạn có thể học và nghiên cứu được Diện Trần tốt nhất để phục vụ cho bản thân mình, cho người thân trong gia đình, cho cộng đồng xung quanh. Chúc các bạn thành công. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.